Tao thi vòng trường lớp 9 nít số 2 các em nghe. Chuẩn bị máy tính. Bỏ túi. Dạ nháp. Sắp xếp. Hình như nó trở lại giống hồi xưa rồi. Cái vòng sắp xếp này. Hiệu A trừ B. Hiệu A trừ B biết rằng Y bằng AX cộng B nè. Và giờ X ta đổi thành âm 1. Còn Y ta đổi thành 20. Như vậy là A nhân âm 1. Như vậy từ đây các em suy ra là trừ A cộng B bằng 20. Vậy A trừ B sẽ bằng âm 20 ha. Như vậy là ta có chỗ này là âm 20 nè. Còn cái này là 2x sẽ bằng 18 trừ 32. 18 trừ 32 và chia đôi sẽ bằng trừ 7. X bình bằng 4 thì x mũ 4 sẽ bằng 16. Như vậy trừ x mũ 4 sẽ là trừ 16. Cái này ở nít trước thầy giải rồi, bằng 1 ha. Cái này 3 người ta cho, cái này 2 người ta cho. Trừ căn 169 là trừ 13. Ôi trời, dễ quá trời. Giá trị lớn nhất của cái này. Chà, hơi lạ. A sẽ bằng giá trị đối của x trừ 2. Trừ 2 lần giá trị tuyệt đối của x cộng 4. Tìm giá trị lớn nhất. Các em để ý thấy cái này là không âm. Cái này là phép trừ. Cái này là không âm. Vậy thầy có thể đổi dương 4 ra đây. Vậy một cái không âm trừ cho cái này. Thì mình mong cái số bị trừ, số trừ càng nhỏ càng tốt ha. Thì cái kết quả tín hiệu này sẽ là càng lớn. Vậy là x này bằng 0 thì tốt nhất. Giá trị đối x bằng 0 thì tốt nhất. Lúc đó x bằng 0. Đây sẽ là 2 cộng 4 là bằng 6. Vì vậy giá trị nhỏ nhất của cái này, xin lỗi, giá trị lớn nhất của cái này là bằng 6. Tiếp tục. Cái bài này x mũ 3 cộng cho 1 trên x mũ 3 bằng bao nhiêu ha. Cái này là cái ta cần tính nè. Bây giờ cái này mình phân tích ra đi, mình tổng nhưng mình phương thiếu của hiệu. Em sẽ thấy nó bằng x bình trừ cho x nhân cho 1 trên x cộng cho 1 trên x tất cả bình. Rồi tiếp tục, x cộng 1 phần x á, là số dương. X cộng 1 phần x là số dương các em ha. Ủa đây nó không cho gì hết trơn à. À, chà, căn hà. Vậy x cộng 1 phần x đã biết không? Bây giờ các em sẽ đi từ đây đi. Theo đề thì x bình cộng 1 trên x bình á là bằng 7. Để cho nè. Bây giờ chỗ này các em cộng thêm cho thầy 2 nhân x nhân 1 phần x nữa. Tức là cộng cho 2 đó. Cái này thực ra là cộng 2 nè. Thì bên phải cũng phải cộng 2. Như vậy ta có là x cộng cho 1 trên x tất cả bình thì bằng 9. Từ đây các em suy ra x cộng 1 trên x là có thể bằng
3 hoặc trừ 3. Nhưng mà theo đề á, người ta cho là x cộng 1 x dương, vậy mình lấy 3. Đó, cho lên 3 nè. Cái đoạn này mình để đầu tiên đi. Và bây giờ ở dưới là ổn rồi đó. Ở dưới nó sẽ bằng 3, x cộng 1 x bằng 3 nhân cho cái này. Đó. Mà cái này thì x bình cộng 1 phần x bình là bằng 7 rồi, để cho lên. Đó, 7. Rồi trừ cho x nhân 1 phần x, tức là trừ cho 1. 7 trừ 1 là 6, 6, 3, 18 nha nhé. Như vậy kết quả là bằng 18 ha. Còn cái này giá trị nhỏ nhất là bằng âm 24. Cái này thì các em học quá nhiều rồi. Lớp 7 nó cũng làm được. Rồi xong. Bây giờ ta chọn đáp án nào mà nhỏ nhất là âm 24 nè. Này copy lên đây ha. Âm 24 bỏ đây. Rồi tới âm 20. Đây. Tới âm 16. Đây. Âm 13. Này. Âm 7. Rồi tới 1. 1 2 3 6 và 10 18. Vậy ha. Nhẹ nhàng thoát qua. Mười hai con giáp kìa. Ta giải nhanh. Toán lớp 9 có vẻ dễ hả? Toán lớp 7 khó lắm kìa. Lớp 7 giải trợn mắt á. Cái này ở nít trước thầy giải rồi. Cái này. Rồi các em lấy khoảng cách từ M tới đường thẳng D. Các em lấy cái đồ thị ra, lấy giấy ra vẽ. Còn đây thầy dùng phần mềm thầy vẽ cho nhanh. Y bằng trừ x cộng 1. Rồi. Điểm M01. M01. Nó đâu? Đây nó đây. Khoảng cách từ M tới đường thẳng là 0 luôn. Nó nằm ngay trên đường thẳng mà. Con mèo. Căn 2 số học của 20 là căn 20. Giá trị để đường thẳng này đi qua điểm 10. Thì các em thấy x thay bằng 1, y thay bằng 0 thôi. Vậy ngoài nháp các em sẽ có bài toán là m trừ 1. M trừ 1 trên m trừ 4 nhân 1 cộng 2 bằng 0. Vậy là m trừ 1 trên m trừ 4 sẽ bằng trừ 2. Tức là m trừ 1 sẽ bằng trừ 2 nhân m trừ 4 á. Vậy ta có m trừ 1 sẽ bằng trừ 2m cộng 4. Như vậy là 3m sẽ bằng 5. M bằng 5 phần 3 các em. Ủa? Không có đáp án luôn. Y đổi thành 0 nè. X đổi thành 1 nè. Vậy là M trừ 1 trên M trừ 4 cộng 2 bằng 0. Vậy là M trừ 1 trên M trừ 4 sẽ bằng trừ 2. Nhưng chéo lên, M trừ 1 sẽ bằng trừ 2M cộng 8. Chuyển qua là thành 3m bằng 9, vậy m bằng 3. Xin lỗi các em nha. Cái này mình nhẩm có được không? Nhẩm có được không? Căn x bình cộng 1 bằng 3 cộng x bình phương 2 vế lên. Vậy là x bình cộng 1 sẽ bằng 9 cộng 6x cộng x bình phương. Hai bên có x bình bỏ. Vậy là 6x sẽ bằng trừ 8. Vậy x sẽ bằng trừ 4 phần 3. Các em thử lại. Thử lại coi. Căn x bình cộng 1 trừ cho x nhập x bằng trừ 4 phần 3. Đúng phần 3 luôn. Con trâu. X bằng trừ 1 thế vô đây là bằng 3 ha. 2 cộng 1 là 3 đó. Con khỉ. Cái này nít trước thầy làm rồi.
A sẽ lớn hơn B đó kìa. A là bằng trừ 2, còn B là cỡ trừ 2,7. A lớn hơn B. Con chuột. Điều kiện xác định đó, đầu tiên là căn x muốn xác định là x phải lớn hơn bằng 0 nữa nè. Rồi sau đó căn x trừ 2 khác 0, tức là căn x phải khác 2, vậy x phải khác 4. Tóm lại x lớn hơn bằng 0 và x khác 4. Đây là điều kiện đây các em. Con gà. Rồi giờ các em dùng cái phần mềm giống thầy nè. Xóa này đi. Xóa này đi. Y bằng 4 chia 3 x cộng 4. Các em mày vẽ ngoài nháp nha. Rồi nó cắt nè, nó cắt trục tung tại điểm A, cắt trục hình tại điểm B, nó ra một cái tam giác OAB nè. Tam giác này là có cạnh góc vuông là 4, cạnh góc vuông là 3, vậy lấy 4 x 3 là 12, chia đôi là bằng 6 ha. Diện tích tam giác bằng 6 nha. Đi thi các em đem giấy caro theo ha. Rồi cái này bấm máy thôi. Căn 2 cộng căn 5 lưu. Rồi căn 5 cộng 1 chia cho căn 3 lưu. Rồi giờ A với lưu hai cái biến M với N cái nào lớn hơn thì thầy thực hiện phép trừ. Kỹ thuật V91 dạy rồi. Giờ A lớn hơn M lớn hơn kia. M lớn hơn N không thể bằng được. Chính xác. M lớn N. Đề dễ vậy ta. Đề lớp 9 dễ quá. Ừ, cái này chắc khó đây. Sin 15 trừ cos 15 bằng 0 kìa. Sin 15 là bằng cos 75 luôn. Hai góc phụ nhau mà. Hai góc phụ nhau sin góc này bằng cos góc kia thôi. X bằng 1 liền 3. Vậy là 3 bằng A cộng 2. Vậy A bằng 1. 1 nhân 1 cộng 2 thì bằng 3. F3 là bằng 3, 3 trừ 3 là bằng 30. Ủa trời ơi, sao dễ dư trời. Cái này 300 điểm hết trơn luôn. Cái này bằng trừ 4 nè. Lấy máy tính bấm ra xong à. Gặp câu khó cái coi. Trời đất. Mấy câu này thì nhầm nho chứ. Học sinh bình thường cũng bấm máy được mà. Bằng 6 em. Rồi bài này kem nhân chéo lên thôi. Kem nhân chéo lên là giải ha. Căn x trừ 2 nhân căn x trừ 6 này. Căn x nhân căn x là x. Trừ 6 căn x trừ 2 căn x là trừ 8 căn x. Rồi cộng cho 12. Bên kia nhân chéo lên, căn x nhân căn x là x. Rồi trừ 4 căn x, trừ 5 căn x là trừ 9 căn x. Cộng 20. Rồi hai bên có x bỏ. Thì cuối cùng các em suy ra căn x sẽ bằng, căn x sẽ bằng 8. Hay là x sẽ bằng 64. Thử lại. Căn 64 là thành 8 hết các em nhé. 8 trừ 2 là 6, 8 trừ 5 là 3. Còn kia 8 trừ 4 là 4, 8 trừ 6 là 2. 6 trên 3 bằng 4 trên 2 đúng luôn. X bằng 64. Tìm M để đồ thị hàm số cắt trục hoành tại điểm có hoành độ bằng 1. Điểm có hoành độ bằng 1 là tọa độ của nó là
1-0. Điểm có hình độ 1 là tọa độ của nó là 1-0. Thuộc đồ thị suy ra y đổi thành 0, 2m-1 để đó, x là 1 trừ m. Rồi từ đây các em tìm m thôi. 2m-1-m=0. Vậy là 2m-m=m, m bằng 1 thì đường thẳng này sẽ là y bằng x trừ 1. Lúc đó là cho y bằng 0, x sẽ bằng 1. Đó, đúng luôn. Tiếp tục. Cái này ở nít trước thầy giải rồi, nó bằng 0.6. 0.6 nhân 5. 3 trừ 3. Ờ, ok. Hai bên bằng 0. Dễ quá ta. Không có câu nào là thực sự khó. Chắc câu này khó đây. Giải bằng máy cho ra không? Ra luôn rồi kìa. X bằng 1. Nhẩm vô thấy xong luôn. 1 trừ 1 bằng 0 nè. 0 nè. Vậy bên trái là 1. Còn bên này 1 trừ 1 là 0. 1 trừ 0 là cũng bằng 1 thôi. Vậy hai bên bằng nhau bằng 1 rồi đó. Ra đề dở quá. Các thầy ở bộ ra đề dở quá. À, bài này là một bài toán ở trong khóa học V91 của thầy ha. Khóa học V91 luôn á. Rồi giờ mình sẽ thực hiện rút gọn B. B sẽ bằng, ở trên tử thì rút 3 căn x ra ngoài, ở trong còn căn x cộng 2. Ở dưới là phân tích thành nhân tử, là thành căn x. Căn tử phân tích nha. Căn x trừ 1 nhân cho căn x cộng 2. Không tin em cứ thử đi. Còn bên kia, bên kia là căn x cộng 1 trên căn x cộng 2 cộng cho căn x cộng 2 trên 1 trừ căn x. Hãy giao hoán luôn. 1 trừ căn x thì đổi thành căn x trừ 1. Vậy phải đổi dấu, đành dấu trừ. Phải đổi để cho nó đồng bộ với bên này các em nhé. Rồi quy đồng. Mẫu chung là, mẫu chung là hai cái mẫu này nhân nhau nè. Vậy cái tử này đã bằng mẫu chung rồi. Xin lỗi, cái tử này đã, cái phân thức này mẫu đã bằng mẫu chung rồi. Thì mình giữ nguyên tử lại. Ủa, rút gọn luôn chứ. Đúng không? Rút gọn là lại quy đồng à? Dạ không. Tử này phải nhân với mẫu này. Rồi trừ cho tử này. Rồi nhân cho mẫu này. Là tất cả bình phương á. Rồi tiếp tục. Phá tung ra các em. Phá tung tử ra. 3x cộng cho 6 căn x trừ cho hằng đẳng thức này. Đây sẽ thành là căn x bình trừ 1 bình. Tức là x trừ 1. X trừ 1 đổi dấu luôn. X cộng 1. Rồi trừ cho bên này phá ra là thành x nè. Trừ cho 4 căn x. Trừ cho 4. Ở dưới để nguyên chờ đợi. Tiếp tục. 3x trừ x trừ x là thành 1x. 6 căn x trừ 4 căn x. 6 căn x trừ 4 căn x là thành 2 căn x. Trừ 1 trừ 4, xin lỗi, dương 1 trừ 4 là thành trừ 3. Ở dưới để nguyên. Rồi các em lại đi phân tích tử thành nhân tử.
tử, sau khi phân tích những tử các em sẽ thấy nó bằng là căn x trừ 1 nhân cho căn x cộng 3. Không tin các em thử đi. Đúng không? X nè cộng 2 căn x nè trừ 3 đúng luôn. Ở dưới mẫu. Rồi rút gọn được rồi đó các em. Rút gọn cái này với cái này, cuối cùng nó sẽ bằng là 1 cộng cho 2, xin lỗi, 1 cộng 1 trên căn x cộng 2, cộng 2 tách ra cộng 1, đúng rồi. Vậy ta muốn tìm giá trị lớn nhất đúng không? Số 1 là vĩnh viễn là số 1 rồi, không thay đổi nè. Vậy cái này phải lớn nhất. Mà cái này lớn nhất á thì cái mẫu phải nhỏ nhất. Mà cái mẫu nhỏ nhất là sẽ được là 2. Lúc đó x bằng 0. Như vậy là max b. Max b sẽ bằng 1 cộng cho 1 trên 0 cộng 2. Tức là bằng 1 rưỡi. Kìa, mẫu nhỏ nhất thì phân thức 1 trên căn x cộng 2 lớn nhất, cộng với 1 thì b sẽ lớn nhất. 1 rưỡi ha, đạt được khi x bằng 0. X bằng 0 thì đây mất, đây thành trừ 0,5, đây thành 2. 2 trừ 0,5 thì đúng bằng 1,5 luôn. Rồi vậy các em nha. Như vậy là ta đã xong được 2 nít rồi đó. Hẹn gặp lại các em ở nít số 3. Vậy nha. Bye bye.